Ô tô cũ Đoàn Nghị chuyên kinh doanh mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Xin kính chào toàn thể quý các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Toyota Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lùi đồng khối đá, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 2.0. Một mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2008 hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Toyota Innova bản G số sàn động cơ 2.0, xe tư nhân gia đình sử dụng, không đổi màu, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Toyota Innova, một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi, rất là rộng rãi luôn. Sơn xi thì sạch sẽ, đẹp đẽ, ok rồi. La răng đúc 4 bánh, màn hình mà cam nồi đầy đủ các bác nhá. Một mẫu xe tư nhân chính chủ mà biển Bắc Giang. Đó là một mẫu xe bản G. Vâng, bản G xịn các bác nhá. Nội thất thì rất là tươi luôn, ghế da trang bị 2 màu. Hệ thống táp lô của xe các bác này. Táp lô của nó rất là đẹp luôn. Trang bị túi khí cũng như ABS đầy đủ các bác nhá. Màn hình cam nồi. Vâng. Các bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Toyota Innova bản G số sàn động cơ 2.0. Vậy thì mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe Toyota Innova là ăn tầm khoảng 9 lít xăng trên 100 cây số mà chở cả tài nữa là 8 người các bác nhá. Tất cả hệ thống bệ bậc lên xuống các bác này. Rất là đẹp luôn. Phần ốc áp bản này. Đó, phần hệ thống táp ly của cánh cửa. Táp ly cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác này. Đấy, âm thanh thì rất là hay luôn. Tất cả hệ thống khung cánh cửa này không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhá. Keo chỉ này. Đấy, keo chỉ zin luôn. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng. Đó là một mẫu xe Toyota Innova bản G. Bản G số sàn. Bản G là số sàn, là bản đổ của dòng Toyota Innova số sàn các bác nhá. Đấy, tất cả hệ thống cột kèo đinh tán của xe cam kết các bạn ạ, đầu đít cột kèo zin. Đấy, máy số ngon, gầm bệ chắc, côn số ngọt. Vâng, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng với đá, một mẫu xe Toyota Innova. Vâng, bản G số sàn động cơ 2.0 hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo cho em. Đấy, bác nào mà không có thời gian đến trực tiếp xem xe tại test xe tại bãi xe của em, cứ alo cho em, cọc cho em khoảng 2-3 triệu làm phí lộ đi đường. Em sẽ đánh xe, ship xe đến tận nhà cho các bác xem xe, test xe tại nhà các bác luôn. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, hãy còn chần chờ gì nữa cứ alo cho em nghĩ. Vâng, các bác xem tất cả hệ thống táp ly cánh cửa này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ biển Bắc Giang. Hệ thống khung cánh cửa này. Đó, tất cả khung cánh cửa không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhá. Đấy, tất cả hệ thống keo chỉ của xe zin luôn. Đấy, táp ly thì rất là đẹp luôn, tươi nó nói này. Đấy, cột kèo của xe, đấy, cam kết các bác là zin các bác nhá. Đấy, cột kèo zin toàn tập luôn. Vâng, một mẫu xe. Đấy, mẫu xe Toyota Innova bản G số sàn. Vâng, xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Vậy thì bác nào mua xe cũng như bán xe, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em nghĩ, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Vâng, có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh. Đấy, một mẫu xe phải nói là đẹp tuyệt vời mà đẹp xuất sắc luôn. Vâng, biển kiểm soát Bắc Linh. Vâng, 98A45229 này. Đấy, hệ thống đèn đóm này, đèn thanh các bác này. Đấy, rất là sáng bóng đều nhau luôn. Đấy, trang bị đuôi gió đầy đủ rồi. Đấy, tư nhân chính chủ mà biển Bắc Giang. Trang bị cảm biến nồi, cảm biến va chạm đầy đủ các bác nhé. Đấy, màn hình và camera nồi. Đấy, sơn xi thì ok, sạch sẽ rồi. Hệ thống cốp sau xe này.
các bác mà đi 5 người thì gấp hàng ghế thứ ba lại, làm quang được đồ của nó rất là rộng rãi luôn các bác này. Đấy, rất là rộng rãi luôn các bác nhá. Đấy, tất cả hệ thống bệ bậc này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, tất cả những cái nhựa của nó này. Đấy, vẫn còn mới đẹp các bác nhá. Vẫn còn mới đẹp luôn. Đấy, tinh tán răng giật của xe. Đấy, ốc ác lắp ốc A của ti lắp cốp này. Đấy, vẫn còn chưa hề động đến kale mở lết luôn. Đấy, phần ốc ác của cốp này. Đấy, các bác xem và cảm nhận các bác nhá. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cối đá này, máy gầm thì đại chất côn số ngon. Vâng, máy số ngon, tất cả mọi chức năng của nó vẫn vận hành bình thường luôn. Đấy, một mẫu xe Toyota Innova. Đấy, phải nói là đẹp tuyệt vời mà đẹp xuất sắc luôn. Keo chỉ cam kết các bác là keo chỉ zin, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Sau đây là phần hệ thống gầm của xe các bác này. Đấy, các bác xem này, gầm bệ của nó rất là chắc chắn luôn. Đấy, không hề có hiện tượng mục mọt quá nhá. Đấy, máy chất gầm chắc côn số ngon. Vâng, máy số ngon, tất cả đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Lót sàn đầy đủ rồi. Đấy, tư nhân chính chủ mà biển Bắc Giang. Vâng, một mẫu xe gia đình sử dụng đăng ký là 8 chỗ ngồi, rất là rộng rãi luôn. Đấy, một mẫu xe phải nói là đẹp tuyệt vời, la răng đúc. Đấy, la răng đúc 4 bánh này, cũng như túi khí ABS đầy đủ luôn. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là ổn định các bác nhá, rất là lành luôn. Đấy, các bác xem mà hệ thống cua lốp này. Đấy, tất cả những cái chỉ cua lốp vẫn còn nguyên bản các bác nhá, vẫn còn nguyên bản theo nhà máy sản xuất luôn. Đấy, khá là đẹp luôn. Đấy, không hề có hiện tượng mục mọt chi các bác này. Đấy, lốp dép thì rất là dày rồi. Phần táp ly của cánh cửa này, táp ly cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhá. Đấy, táp ly của nó vẫn còn gai sần luôn. Âm thanh thì rất là hay. Bệ bậc lên xuống thì đã được dán lớp đề can rồi. Đấy, phần keo chỉ của xe. Đấy, keo chỉ đều có tắp luôn. Chốt khóa trẻ em này. Đấy, khung cánh cửa các bác nhá. Đó, khung cánh cửa này. Hốc hác bản nề. Đấy, chưa hề động đến cái lê mở lết luôn. Phần nội thất thì rất là tươi luôn các bác nhá. Đấy, tất cả nó ổ ngập khóa này. Đấy, cột kèo của xe các bác nhá, cột kèo và đinh tán này. Đấy, các bác xem này. Đấy, zin nguyên bản luôn. Đấy, cột kèo đầu đít zin, máy zin. Vâng, động cơ chỉ với 2.0. Đấy, rất là khỏe khoắn luôn. Đấy, thương hiệu của Nhật Bản. Dòng Toyota thì rất là ổn định luôn các bác nhá. Máy móc của nó lành như một cục đất luôn. Hệ thống táp ly của cánh cửa của đằng trước bên lái các bác này. Đấy, táp ly này. Đấy, tất cả những cái khung cánh cửa này, phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ zin đều tắp tắp các nhá, bệ bậc lên xuống này, ốc ác bản nề cánh cửa này, hệ thống tem mác thằng máy sản xuất này 2008 các bác nhá. Đấy, quên mất, giá tiền con này thì bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. 255 triệu đồng cho một mẫu xe phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, đấy, hãy cứ nhấc máy lên, nhanh tay nhanh chân alo trực tiếp cho em Nghị. Vâng, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhá. Đây là dây cam nồi các bác nhá, dây cam nồi này. Đấy, đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy, táp ly thì vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn, âm thanh thì cực hay luôn. Đấy, âm thanh thì loa Nhật thì các bác đã biết rồi đấy. Đấy, cực phê luôn các bác nhá, nhạc nhẽo cực phê luôn. Đấy, gương kính chỉnh điện này, bảng tổng của gương kính chỉnh điện các bác nhá. Đấy, chân côn, chân phanh, chân ga này. Đấy, còn rất là đẹp luôn. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần hệ thống bô lăng của xe. Bô lăng của nó là bô lăng 3 chấu các bác nhá. Túi khí này, túi khí an toàn cho người lái này. Đấy, nhãn logo của Toyota các bác nhá. Đấy, máy đang nổ này, máy nổ rất là êm luôn. Đấy, điều hòa thì rất là mát các bác nhá. Đấy, trang bị này, màn hình này. Đấy, màn hình đầy đủ rồi các bác nhá. Đấy, tư nhân chính chủ biển Bắc Giang. Đấy, tất cả những con nút cổng sạc điện thoại này, tẩu hút thuốc lá đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy, đây là phần quả số này, hệ thống phanh tay này, đây có cả bệ tì tay các bác này. Đấy, bệ tì tay các bác nhá. Phần trần của xe này, chắn nắng này. Đấy, đây có cả hộp đựng kính các bác này. Đấy, ok luôn các bác nhá, hai bên này. Đấy, một mẫu xe Toyota Innova, một mẫu xe bản G, bản G số sàn. Đấy, động cơ 2.0,
rất là khỏe khoắn luôn. Treo đèo lội suối ok các bác nhá. Một mẫu xe gầm cao máy thoáng, một mẫu xe thương hiệu Nhật Bản. Đấy, trang bị cảm biến nồi, cảm biến va chạm đầy đủ luôn. Vâng, mặt đồng hồ các bác này không báo một lỗi gì các bác nhá. Đấy, con này chạy được 18 vạn các bác này. Hệ thống kính lên xuống này. Đó, hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Đấy, hoạt động rất là ok luôn. Đấy, vùng điều hòa phía sau các bác này. Đấy, em đóng điều hòa phía sau các bác này. Đấy, dàn điều hòa phía sau là điều hòa độc lập các bác nhá. Đấy, hai dàn điều hòa độc lập phía sau. Với một dàn điều hòa này, đằng trước là ba dàn điều hòa các bác nhá. Ba dàn điều hòa luôn. Đây có cả hộp đựng đồ các bác này. Đấy, hộp đựng đồ các bác nhá. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, một mẫu xe Toyota Innova. Đấy, 2008, giá tiền 255 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ. Vâng, cũng như có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc cho các bác. Đấy, vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, đấy, không đến xem xe, test xe trực tiếp bãi xe của em, cứ alo cho em, cọc cho em khoảng 2-3 triệu đấy, làm phí lộ đi đường. Em sẽ ship xe đến tận nhà cho các bác xem xe, test xe tại nhà các bác luôn. Đấy, máy gầm thì đại chất, côn số ngon, lốp dép thì mới cả dàn các bác này. Đấy, qua xem lốp dép mới cả dàn luôn các bác nhé. Đấy, rất là ok luôn. Sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy cho các bác xem và tham khảo các bác nhé. Vâng, đây là phần hệ thống động cơ khoang máy của chiếc Toyota Innova sản xuất 2008 các bác này. Đấy, máy móc thì rất là êm luôn. Đấy, máy đang nổ các bác nhé. Máy thì không hề có hiện tượng gì dầu, khô ráo sạch sẽ rồi. Đấy, các bác xem và cảm nhận. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân với mẫu xe Toyota Innova sản xuất 2008 này, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em đi, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Đấy, các bác xem này, tất cả những hệ thống của nó này vẫn còn nguyên bản luôn các bác nhé. Đấy, không tâm xô, không tai nạn. Đấy, đinh tán răng giật này nguyên bản luôn. Đấy, tất cả những đinh tán răng giật này nguyên bản này. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình. Đấy, đó là một mẫu xe Toyota Innova bản G. Bản G là bản đủ của dòng Toyota Innova số sàn đó nhé. Cụm chi ABS, chống trơn, chống trượt và chống mô cứng này. Đấy, tem mác chẳng phải sản xuất vẫn còn nguyên bản đó này. Đấy, lốc nác nắp cabo. Đấy, máy móc này, các bác xem máy móc này, lỗ rất là êm luôn. Đấy, rất là êm luôn nhé, tiếng máy lỗ rất là thị thầm. Rất là êm luôn. Mẫu xe tư nhân gia đình, không khoan độc, không taxi, không dịch vụ, không đổi màu, màu nguyên bản theo xe luôn. Và giá tiền chỉ mới 255 triệu đồng. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Toyota Innova 2008 này, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em đi. Tất cả keo chỉ này, đấy, các lỗ của nó zin nguyên bản các bác nhá. Đấy, nhãn hiệu của Toyota này. Đấy, cabo zin luôn. Đấy, cabo zin các bác nhá. Đấy, mà giá tiền thì chỉ với 255 triệu đồng. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì alo cho em. Đấy, alo trực tiếp cho em, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Đấy, một mẫu xe Toyota Innova bản G, số sàn động cơ 2.0, bên em đang chào bán giá là 255 triệu đồng. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Toyota Innova này, hãy cứ alo trực tiếp cho em nghe, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh. Và xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng những video lần sau.